trước khi anh mang đi hấp á, anh sẽ cắt cái đuôi của nó và cắt hai cái râu nó thì cắt mấy này đi. Đây hả? Ừ. Bước đầu tiên cứ như vậy trước đã. Anh bóc giỡn nha. Thế. Tôi mà cắt cái này còn gì nữa đâu? Nó đâu còn đâu ăn được đâu. Đó. Đậm vị của đặc trưng của nó luôn, đậm vị hơn, ngon hơn. Ngon, phải cho muối vô. Ở mình rồi rửa. Rửa rồi anh mang đi hấp hay mang đi đâu đó thì anh rửa nước muối anh mang đi hấp là cái mùi hôi của nó giảm xuống còn 50%. Thế nha, chứ tôi không hấp nhiều nha. Vậy được rồi. Bốn con thôi. Rồi ok. Đặc trưng của hải sản á, nó giảm đi rất là nhiều. Bây giờ anh thử ăn miếng thịt xem nó có đậm đà, nó đậm vị hơn. Đúng rồi, nước muối mà nó đậm vị hơn. Ừ. Đó, chia sẻ mọi người đây là cái thực tế luôn. Liên quan đến đồ hải sản, tôm, cua, ghẹ, thì mọi người muốn cho đó, nhớ là hải sản đừng nên rửa bằng nước thường, nó sẽ 50% luôn á. Rửa bằng nước thường nó sẽ làm cái mùi hôi tăng lên rất là